gì đấy nè em, gì đấy. Ồ, một cái gimbal dành cho điện thoại có tên là Vlog Pocket, bản màu đen. Wow, cái này nó còn có bản màu hồng hay màu cam gì nữa anh em ơi. Nhưng mà đây một cái gimbal, tin được không? Gimbal nhỏ gọn, hồi nãy để vô trong túi quần, rút ra từ trong túi quần luôn, vãi chưởng ha, quá siêu nhỏ gọn luôn. Wow, thiệt là bất ngờ. Sử dụng thì chúng ta sử dụng như thế nào đây? Mở khóa. À, camera thì phải ở phía trước. Rồi. Tăng tăng tăng. Ngon lành ha. Nhỏ gọn, gimbal rẻ. Vậy chất lượng nó có ok không? Lần trước mình có review một cái gimbal nhỏ gọn rẻ nhưng mà chất lượng thì không tốt. Vậy thì chất lượng của con gimbal này như thế nào? Chúng ta cùng thử nghiệm thôi. Đi bộ, testing khả năng chống rung đi bộ thì bản thân mình cho rằng cái khả năng chống rung đi bộ của nó khá là tốt. À, bên kia đang có. Một đối thủ đã khóc. Rồi. Mất mẹ đi. Nhìn chung thì hoạt động của con gimbal này khá là ổn. Mình cảm thấy hài lòng, nó không bị lỏng lẻo như con gimbal trước mình review. Các bạn sẽ thấy cái trục nó rất là ngắn, dẫn đến là chúng ta sẽ không bị rung nhiều. Và cho dù là bằng nhựa đi nữa thì khi mà chúng ta chạy hay là chúng ta đi bộ thì nó vẫn có khả năng chống rung rất là tốt. Lại cái thiết kế thì các bạn sẽ thấy rằng điểm đặc biệt đầu tiên là ok nhỏ, nhưng điểm thứ hai đó là cái trục này nè, các bạn sẽ thấy không, nó nghiêng qua một bên chứ nó không có thẳng 90 độ như các cái gimbal thông thường khác. Và điều này dẫn đến một thứ, đó là khi mà chúng ta quay ở dưới góc thấp thì nó không thể hướng ra đằng trước được. Đó, ví dụ như mình để ở góc như thế này, mình không thể nào để cái điện thoại nó vuông góc 90 độ để mà nó có thể quay góc thấp như thế này, khá là khó ha, không thể quay được góc thấp. Và đó là một cái điểm nhược điểm. Ok, nhưng những thứ mà nó mang lại quá mỏng, quá nhỏ, và sự ổn định trong việc chống rung thì mình thấy rằng cái gimbal này thực sự là đáng mua hơn rất là nhiều so với cái gimbal mà mình nói hôm trước là cái gimbal rẻ nhất năm 2019. Thì thực ra cái gimbal này mình thấy rằng ở trên chợ họ cũng chỉ bán đâu đó 1 triệu, rất là rẻ và đáng tiền. Tuy nhiên đi sâu vào thì mình sẽ nói thêm một chút xíu về cái phần nút bấm thiết kế và những thứ. Gimbal này không có nhiều nút, 1, 2, 3, chỉ có 3 nút mà thôi, và nó không có cái joystick để chúng ta gạt để điều khiển, mà chúng ta chỉ là cầm gimbal. Và mình thấy rằng thực sự thì khi mà dùng gimbal một thời gian dài thì mình thấy cái joystick nó thực sự không cần thiết lắm, mà cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta di chuyển như này nó ổn định và nó nhỏ gọn thì cái gimbal này đều có. Còn nếu mà bạn muốn làm những cái động tác khó, ví dụ như là focus hay là có những cái chức năng thêm, thì những cái gimbal nhiều nút nhất thế giới như là Smooth 4 nó có thể giúp bạn. Còn muốn dùng sự đơn giản, gọn, nhẹ, nhỏ để mà tiện lợi để quay phim thì cái này là số 1 đó. Mình cho rằng đây là lựa chọn số 1 năm 2019. Gimbal Fiyu Vlog Pocket.
Rồi. Giờ này. Ừ. Đi. Đứng lên. Đấy chỗ. Cái bộ điều khiển bằng giọng nói luôn. Quá phải. Quá trái. Mất tiêu. Cúi mắt xuống rồi. Mất tiêu rồi. Cúi mắt xuống. Giờ em cúi xuống nó nhận lại thử coi. Nhận lại. Mất hình nó không nhận lại được. Ok ok. Để anh thêm cái món này thử. Chế độ không mình điên á. Trong cái gimbal thì thường các cái gimbal mà hiện đại bây giờ thì nó đều có cái chức năng tracking khuôn mặt. Nó sẽ kết nối cái ứng dụng trong cái điện thoại, sau nó liên kết bằng Bluetooth vào trong gimbal, sau rồi nó sẽ nhận diện và liên kết và nó dùng cái app trong điện thoại để nó điều khiển di chuyển của các trục này làm sao để nó bám theo khuôn mặt. Và mình thấy đấy là một chức năng cũng khá là hay ho. Ngoài ra thì trong cái app nó còn có chụp timelapse này, chụp panorama, nó tự động di chuyển các góc xong nó ghép các cái hình lại để cho ra một cái tấm hình. Cũng hay ho. Nhưng đối với mình thì cái quan trọng nhất của gimbal chống rung điện thoại đó là phải chống rung được, và cái khả năng chống rung thì mình cho nó khá là ổn. Tiếp theo thì mình sẽ nói về bốn cái mod, bốn cái chế độ sử dụng của nó. Nó sẽ như thế này, hơi khác các gimbal khác, đó là mod đầu tiên khi mà các bạn bật cái gimbal lên thì hầu hết tất cả các gimbal nó đều là mod pan qua trái và phải, còn nó không có tiêu lên xuống ha. Nếu mà muốn tiêu lên xuống thì các bạn sẽ phải giữ cái nút trigger phía sau, giữ, sau đó đó nó sẽ tiêu theo cái ý muốn của chúng ta. Nhấp vào hai lần nút trigger thì nó sẽ reset, được chưa? Mình sẽ làm lại cái mod đầu tiên, đó là trái phải, không có follow cái trên dưới. Cái mod thứ hai là cái follow tất cả các trục, có nghĩa là bóp vào cái trigger và mình muốn nó đi đâu, trái phải hay là trên dưới đều được, được chưa? Đó là hai mod đầu tiên. Cái mod thứ ba đó là cái mod xoay dọc điện thoại. Mình sẽ nhấn vào hai lần cái nút function phía trên ở mặt trước. Hai lần. Cái này giúp cho chúng ta. Rè rồi anh em ạ. Có lẽ như là chúng ta cần phải cân lại một tí. Ok. Rồi, đã hết rè. Và khi mà chúng ta dọc như thế này, chúng ta sẽ có những cái footage để mà quay những cái lên trên mạng xã hội á, thì anh em biết rồi đấy, thì chúng ta sẽ follow theo nhân vật hay các thứ. Thực ra mình chưa quay dọc bao giờ cả. Có một lần quay dọc nhưng mình không dùng gimbal. Để hôm nào mình thử xem cái mod dọc này như thế nào. Nhưng mà cái mod tóm gọn lại, cái mod thứ ba là cái mod quay dọc, mà muốn reset lại thì mình ấn hai lần. Đó, ok, quay lại mod đầu tiên. Và cái mod thứ tư đó là mod khóa tất cả các trục lại. Ví dụ như là chúng ta cần follow một cái shot nào đó thì chúng ta nhấn vào một cái, thế là nó sẽ khóa tất cả các trục lại và nó luôn luôn đứng yên luôn. Đó, đứng yên tất cả các trục, được chưa? Bốn mod của cái gimbal Vlog Pocket này. Cuối cùng thì mình cho rằng có một điểm rất quan trọng mà anh em cần mà hay quan tâm, đó là thời lượng pin. Thì theo như test thực tế một thời gian thì mình thấy rằng nó có khả năng lên tới 5 tiếng pin. Ví dụ như là mình sử dụng trong vòng 3 tiếng thì nó tụt 40%. Thì mình nghĩ rằng là cái phần còn lại nó cũng có thể lên được 4 đến 5 tiếng. Đó là một cái thời lượng pin khá là cao đối với một cái con gimbal rất là nhỏ như thế này. Thì pin tốt, pin 4 đến 5 tiếng. Thời lượng pin khá là tốt, sạc thì chỉ có khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là đầy pin rồi. Và chúng ta có thể sử dụng được nó 4 đến 5 tiếng thì quá tuyệt vời. Thì dù cho tặng cho anh em một cái túi nữa.
túi này không biết đựng cái gì. Khi mà các bạn gấp lại thì có một cái điểm lưu ý, đó là chúng ta có thể khóa ba trục lại. Các bạn thấy không, cái gimbal này nó không có long lay gì hết bởi vì nó có khóa lại. Đó, nè, đúng không? Và chúng ta khóa lại. Ba trục chúng ta đều có thể khóa lại. Khóa lại. Khóa lại. Hay không? Ok, clip này, review này thì mình dừng lại từ đây thôi. Và các bạn muốn clip sau chúng ta sẽ review micro thu âm, các loại phương tiện để mà có thể thu ra âm thanh tốt hơn, hay là muốn nói về một cái máy đọc chữ giúp cho máy nhấc chữ, giúp cho anh em có thể nói được một cái nội dung dài, nói lưu loát mà không có cần phải nhớ, nói chung là làm cho chúng ta quay phim một cách trôi chảy hơn, hay là muốn hướng dẫn về làm phim, hay là hướng dẫn về quay phim, bình luận phía bên dưới nha. Ok, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe. Bye bye. Nhấn chuông nữa em. À, nhấn chuông nữa các bạn.